次丢失才能找回真心，我在人群里丢了过去找到你，每一次放弃才能有所获取，我在人生里直面那些不得已，每一次坚持才能再次相聚，我在疼痛里等待奔向你，每一次努力才能面对自己，我在时光里坦荡做自己。我们的故事在爱情里，我们的故事在幸福里，我们的故事在青春里，con trai. Bản kế hoạch hôm nay là con tự làm một mình sao? Dạ, con làm với hai người bạn nữa. Mẹ à, có thiệt là mẹ thấy bản kế hoạch này có triển vọng không vậy? Tạm gác chuyện quan hệ mẹ con qua một bên, mẹ chỉ đứng trên góc độ công việc mà bàn bạc kế hoạch này với con. Đánh giá vẫn bằng ba chữ: có triển vọng. Thật đó, con trai, xem ra thời gian con thực tập ở khu vực Hoa Đông thực sự đã trưởng thành rất nhiều. Hồi trước con mắt mọc trên đỉnh đầu, suốt ngày cứ lông bông. Bây giờ thì có thể tự mình đứng vững mà làm việc rồi, có tiến bộ. Cứ khen con hoài cũng không được đâu, làm vậy con dễ kiêu ngạo lắm đó. Con làm tốt, tại sao mẹ không khen con được? À, nhưng mà mẹ không hiểu cho lắm chuyện này. Việc thành lập trang bán hàng trên mạng là chuyện tốt, con muốn mẹ phê duyệt bản kế hoạch của con thì gọi cuộc điện thoại là được thôi, tại sao phải làm ra những chuyện như hôm nay chứ? Phiền phức lắm con à. Chuyện gì con cũng tới tìm mẹ giúp, mẹ đều bật đèn xanh cho con hết. Vậy là con che giấu thân phận làm gì? À, nếu như đã nói như vậy rồi thì chuyện về bán hàng trên mạng đó mẹ chỉ giúp đến đây thôi. Ý con là vậy có phải không? Kế hoạch này tương lai phát triển được tới đâu, chỉ trông chờ coi con làm như thế nào thôi. Mẹ yên tâm đi, lần này con trai của mẹ thật sự nghiêm túc mà. Nè, nè. Tiểu Ly, cảm ơn nha. Ê, giám đốc Điền, sao con ở đây vậy? Tôi tới siêu thị có chút việc, tình cờ ghê. Ừ, đúng vậy đó. Mua nhiều đồ như vậy, xếp ra cũng cực ha. Cũng được, cũng được. Đây, nè. Cảm ơn nhiều. À, tôi có việc rồi, đi trước nha. Ừ, chào. Chào nha. Còn thiếu bước cuối cùng thôi. Ông Trùm, anh tìm tôi có phải có chuyện gì lớn hay không vậy? Hôm nay cô cản tôi và bà Trịnh, có phải để Trịnh mặt tranh thủ thời gian không? Hả? Tranh thủ thời gian? Tôi không hiểu gì hết. Đồ đó, những việc như vậy á, e là cả đời cô cũng không học được đâu. Là việc gì? Nói dối. Sau này đừng nói dối như vậy nữa, bất kỳ ai nhìn vào cũng nhìn ra được hết. Cho tôi xin lỗi. Có phải là cô đồng ý làm bất cứ chuyện gì vì Trịnh Mặc không? Không phải. Vì tôi cảm thấy bản kế hoạch này thật sự rất tốt, anh ấy cũng đã rất cố gắng.
Vậy nên tôi muốn giúp anh ấy. Có được người bạn gái như cô, tên nhóc đó đúng là may mắn. Đưa cái này kê trên mặt đi. Cái này là gì vậy? Cô lo cho cậu ta vậy sao? Đừng lo lắng, đây chính là những tài liệu cho việc thành lập phòng thương mại điện tử. Cô nói với cậu ta, phòng thương mại điện tử từ hôm nay trở đi chính thức thành lập. Trịnh Mặc trở thành người chịu trách nhiệm duy nhất của bộ phận này. Thôi thôi, được rồi được rồi, đừng có hôn nữa, nhìn thấy rớt quá đi. Trời ơi, đủ rồi, cuối cùng cũng thành công to rồi. Bản kế hoạch thương mại điện tử đầu tay của Dương Thủ Tiên tôi mới đưa ra là thành công ngay. Được rồi, bản kế hoạch chung. Bắt đầu từ ngày mai, Trịnh Mặc trở thành giám đốc phòng thương mại điện tử rồi. Nè, cũng cái đi. Rồi. Chức giám đốc này không dễ làm đâu, nhưng mà cậu yên tâm, có một phó giám đốc là trợ thủ đắc lực như tôi, cậu không cần phải lo. Sao tôi lại không biết anh là phó giám đốc chứ? Nè, đừng có giả ngốc. Chuyện sắp xếp nhân viên không phải chỉ cần cậu nói là được sao? Anh muốn đổi nghề hả? Bản kế hoạch này hao tốn biết bao nhiêu tâm huyết của tôi, nếu như tôi không tận mắt qua coi, làm sao có thể yên tâm được. Anh không làm việc ở Hạo Nhiên nữa hả? Tôi từ chức rồi, hai chúng ta đã bàn bạc lâu rồi mà. Chỉ cần phòng thương mại điện tử thành lập, tôi sẽ tới đây giúp đỡ hai người mà, phải không? Ai nói cho anh qua đây làm chứ? Qua cầu rút ván hả? Đừng có cản tôi. Đừng có cản tôi nữa. Muốn làm phó giám đốc đúng không? Được, có một điều kiện. Nói đi. Cởi hết quần áo ra đi. À, nè, dừng lại đi. Thấy ghê quá. Đừng có thách tôi nha. Dừng lại đi. Còn em, em cũng phải cởi. Ý của anh là em định khi nào mới qua phòng thương mại điện tử làm đi? Em tới phòng thương mại điện tử để làm gì? Em nhìn coi bên em ngày nào ti ti cũng mưu tính để hại em, hay là em cứ qua bên anh làm đi, chúng ta cùng nhau lập nghiệp. Cảnh tổng tín nhiệm em như vậy, em không thể rời bỏ bộ phận thu mua được. Em chờ đi, sớm muộn gì cũng bị ti ti hại chết. Ti ti sẽ không hại em đâu. Ti ti. Sao không vậy? Không sao, uống say quá thôi. Anh đưa nấy về là được rồi. Anh đi cẩn thận đó, tới đó thì nhắn tin cho em biết nha. Được rồi. Lại gì nữa? Quên đồ gì hả? Phải, hình như anh quên đồ thiệt. Để em vô lấy cho. Ê, em quên hôm chúc anh ngủ ngon đó. Phòng thương mại điện tử của anh thành lập rồi, sao em lại không tặng quà gì hết vậy? Anh đang đỡ anh ấy mà. Ai, 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 dạ.
được rồi. Qua đây. Được rồi. Coi anh kìa, không biết anh nghĩ gì nữa. Không sao. Tì tì. Cho anh ấy ly mới đi. Đường Đường là tổng giám đốc khu Hoa Đông, sao lại ngồi uống rượu một mình giải sầu chứ? Cô rất giống như người đó. Người mà anh thích hả? Tôi đang muốn ở một mình thôi. Không cần đuổi, tôi chỉ tới đưa anh chút mồi để uống rượu thôi. Là đồ gì vậy? Theo quy định rõ ràng của tập đoàn BMS, những thẻ mua hàng chỉ tặng riêng cho khách hàng mà bị nhân viên trong công ty lấy dùng. Có được coi là chiếm đoạt của công không? Thẻ mua hàng này đang trong tay Tiểu Ly, số thẻ là do đó quản lý. Đây là sổ ghi chép số thẻ của bên cô ta, hoàn toàn khớp với số thẻ trong tay Tiểu Ly. Cô lén vào phòng làm việc của đó sao? Tôi chỉ thay công ty tìm ra sâu mọt thôi. Tôi vẫn luôn muốn hỏi cô một chuyện. Có quan trọng không? Cần phải hỏi bây giờ không? Bây giờ trong mắt cô, đó có còn là người bạn tốt nhất của cô không? Cô tố cáo thẳng không giấu, cả đó cũng không bỏ qua. Chỉ là tôi không cam tâm, dựa vào đâu mà tất cả mọi người đều thích cô ta? Anh, Trịnh Mặc, còn những người khác nữa. Với lại, những chuyện này đều do tôi vô tình phát hiện ra. Tôi chỉ làm đúng nghĩa vụ, chỉ ra nhân viên vi phạm quy định của công ty. Không lẽ tôi làm gì sai sao? Cô nói nghe hay lắm. Cảnh tổng, chuyện mà tôi vừa tố cáo, tất cả chứng cứ đều có. Hôm nay không nói với đồng nghiệp mà tăng làm tới tìm anh, thật ra là tôn trọng ý kiến của anh thôi. Tiếp đi. Chuyện lần trước của Giang Nhược Thủy, rất xin lỗi anh, tôi đã để anh liên lụy rồi. Nếu như chuyện này anh kêu tôi hủy bỏ chứng cứ, tôi sẽ lập tức hủy ngay. Tôi chỉ hy vọng anh có thể hiểu, tôi là người của anh. Dựa theo quy định của công ty, tiến hành xử lý. Cô thấy sao? Nếu như để công ty biết được, anh có bị ảnh hưởng không? Nếu như không xử lý, vấn đề sẽ càng lớn. Chuyện 5.000 đó cứ coi như giết gà dọa khỉ đi. Cảnh tổng, tôi vẫn cảm thấy không đúng lắm. Anh nỡ lòng nào để đó bị xử lý sao? Nếu như cô vu cáo hãm hại cổ, tôi tuyệt đối không bỏ qua. Còn nếu như đúng là đó phạm sai lầm, tôi nhất định sẽ theo đúng quy định xử lý cổ. Cô có hiểu không? Thực ra anh phải biết là cách quản lý này của đó sớm muộn gì cũng xảy ra vấn đề. Tôi chỉ chú ý tới lỗi mà cô ta phạm phải, hoàn toàn không có ý vu cáo hãm hại. Ở đây là chứng cứ, anh có thể từ từ kiểm tra.
Tôi sẽ đợi kết quả xử lý công bằng của anh. Xin hỏi anh muốn tìm ai vậy? Ai vậy? Giám đốc Trịnh, Billy Dương tới trình diện nè. Vào đi. Tôi đã chính thức từ chức bên Hạo Nhiên rồi. Thiệt sao? Tốt quá rồi, chúc mừng. Nhìn lên. Chúng ta phải bắt đầu từ việc dọn đống rác lộn xộn này ha. Trên mặt qua cầu rút ván nữa hả? Được rồi, tôi thấy tình cảm hiện lên trên gương mặt con lừa của anh rồi. Giám đốc Trịnh phong cho anh làm phó giám đốc phòng thương mại điện tử. Nói vậy nghe còn được. Cậu mới là con lừa đó. Được rồi, tôi tin là có tôi, còn có con lừa nhà anh, chúng ta nhất định sẽ lập nên một truyền kỳ mới cho BMS. Đương nhiên rồi, có Billy Dương ở đây á, tất cả đều có thể làm được. Từ hôm nay trở đi, chúng ta phải lập ra một khoảng trời thật rộng lớn ở chỗ này. Cảnh tổng, từ hôm nay trở đi, phòng thương mại điện tử coi như chính thức thành lập rồi. Trên mặt, cậu coi tất cả thiết bị nào cần thiết, máy móc hay là nhân viên, dựa theo quy định trình tự công ty báo cáo lại cho tôi. Dạ. Nhớ rõ, chỉ khi nào tôi đồng ý rồi, cậu mới có thể tiến hành bước tiếp theo. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Hiểu rồi. Nhớ làm cho tốt. Cảm ơn cảnh tổng. Cảnh tổng? Cảnh tổng? Tôi tên là Billy. Billy, dọn rác nè. Hôm nay hình như chị có chuyện gì vui. Đúng vậy đó. Hôm nay phòng thương mại điện tử của Trịnh Mặc thành lập rồi. Chỉ vì chuyện này thôi sao? Không xảy ra chuyện nào khác hả? Chuyện khác hả? Dương Thủ Tiên tới phòng thương mại điện tử giúp Trịnh Mặc rồi. Cấp trên có gửi văn bản xử lý nào xuống hay không vậy? Xử lý? Xử lý ai vậy? Không có gì, tùy tiện hỏi thôi. Đi trước nha. Hai người. Bạn bè thôi hả? Tại sao mới sáng sớm mà ngủ ở đây rồi? Đó. Đây là phòng thương mại điện tử gửi liên quan tới việc xin gia tăng số lượng máy móc. Cái này là xin gia tăng quản trị mạng. Cái này là kết quả báo cáo vận hành thử nghiệm. Đây là báo cáo về dự tính tổ chức hoạt động tiêu thụ ngày đầu thành lập. Cái này không nhất thiết phải đặt ở đây. Anh đem để vô giữa. Chỗ này nữa, anh coi. Đó, rất tốt. Có nam có nữ có tình cảm như vậy mới thu hút chứ. Phải đặt tình cảm vào đây, đúng rồi, phải đặt vào mới được. Canh tổng, làm tốt lắm. Cũng không tệ. Toàn bộ không gian bài trí cũng rất hợp lý. Tất cả máy móc phục vụ hiện giờ của chúng tôi đã thử nghiệm xong hết rồi. Việc tập huấn cho nhân viên giữ kho cũng đang triển khai. Bây giờ chỉ ngồi chờ tiền tới. Hàng quá lên kệ nữa. Diễn đàn thương mại điện tử của BMS, khu vực Hoa Đông chúng ta có thể chính thức khai trương. Làm việc nhanh nhẹn lắm. Nhưng mà có một chuyện tôi nhất định phải nhắc nhở cậu. Theo dự toán tài chính của công ty hàng năm, khu vực Hoa Đông đã được phân chia hết rồi. Cho nên
Bây giờ chúng ta không còn bất cứ tiền vốn nào đầu tư cho phòng thương mại điện tử hết. Không có tiền vốn. Nhưng chúng tôi đã chuẩn bị tốt công việc hết rồi, giờ chỉ còn chờ gió đông. Gió đông á thì mọi người tự tìm cách thổi đi. Nè, nhìn cái gì, nhìn cái gì, lo làm việc đi. Nếu như đoán không sai thì chắc chắn trong mấy ngày nữa. Lần này làm phiền anh rồi. Đúng, há miệng chờ sung. Được, tạm biệt. Ngồi đi. Ông Trùm, nếu như là chuyện có liên quan tới vấn đề tiền vốn của phòng thương mại điện tử thì không cần nói thêm nữa đâu. Lần này phòng thương mại điện tử thành lập đối với Trịnh Mặc mà nói là chuyện rất quan trọng. Trịnh Mặc kêu cô tới đây sao? Không phải, anh ấy không biết tôi tới. Kế hoạch lần này anh ấy thật sự rất cố gắng. Anh giúp anh ấy một lần này được không? Cũng không phải không có cách. Là cách gì vậy? Tiền vốn năm nay của khu vực Hoa Đông đã định trước hết rồi. Dù có moi móc bao nhiêu cũng không có tiền, nhưng mà cậu ta có thể xin tiền vốn bổ sung cho bộ phận đặc biệt. Vậy làm sao để xin? Thôi vậy đi, cô kêu cậu ta ghé qua đây, điện vô đơn xin. Được, cảm ơn ông Trùm. Bây giờ tôi kêu anh ấy qua ngay. Đó đó. Hả? Mấy thẻ mua hàng phải đưa cho phía nhà cung ứng của phòng thu mua đã đưa chưa? Còn một thẻ có chút vấn đề. Vậy được rồi. Rồi, lát nữa làm xong đi ăn gì. Chú ý tiến độ nha. Tiếp tục đi. Coi kìa. Anh làm gì đó? Anh mua vé số thôi à. Em nói coi còn số cuối cùng chọn số 7 hay là số 3 đây. Đang trong giờ làm việc mà. Không có tiền vốn thì phòng thương mại của tụi anh coi như tiêu rồi. Còn làm việc gì nữa. Với lại anh cũng đang cầu mai trúng tiền thưởng thôi. Anh thấy có thực tế không? Vậy phải làm gì? Hay là ngồi chờ chết? Trịnh Mặc đâu? Chắc là tức quá không chịu nổi, xuống dưới đất hít thở thôi. Em nói coi cuối cùng nên chọn số 7 hay là số 3. Chờ số 7 luôn. Lưu Tổng. À, Giám đốc Điện. Vất vả rồi. À, có chuyện gì không? Không có gì. Chỉ cảm thấy phòng kiểm soát nội bộ làm việc cực khổ quá. À, nhiều siêu thị như vậy còn phải quản lý trong mảng hành chính nữa, đều do bên anh gánh vác. Chắc bận lắm phải không? À, cũng bình thường thôi. Gần đây không có chuyện gì lớn, cũng khá thư thả. Gần đây không có ai tố cáo chuyện liên quan tới nội bộ phòng thu mua sao? Không có. Có phải Giám đốc Điền đã phát hiện được chuyện gì rồi hay không? À, không có đâu. Tùy tiện hỏi thôi. Anh làm việc tiếp đi ha. À, được. Giờ làm việc sao lại chạy tới đây vậy? Ngồi nghỉ một chút. Hôm nay trời đẹp ha. Bây giờ tình hình của phòng thương mại điện tử thê thảm rồi. À, thôi kệ đi, sớm muộn gì cũng tiêu tan mà. Dù sao cũng đâu giữ được. Vậy là bỏ cuộc hả? Thì không có tiền đương nhiên phải bỏ chứ. Hết cứu rồi. À, có một ông già kia, ông ấy vừa ích kỷ vừa tham tiền, nhưng mà em vẫn kính trọng ông ấy. Người này anh cũng gặp rồi, ba em. Còn nhớ hồi em học cấp 2, trường em mở một lớp dạy ba lê. Lúc đó ngày nào em cũng mơ được múa ba lê, nên đăng ký tham gia tuyển chọn. Nhưng mà em có hai nhược điểm vô cùng tồi tệ. Là nhược điểm gì? Em không cảm nhận được nhạc, không được một chút nào. Em biết điều này đối với việc nhảy múa mà nói là thiếu sót rất lớn. Còn cái kia là gì?
em quá nhỏ con. Lúc đó từ thầy cô tới bạn bè, ai cũng khuyên em bỏ cuộc, ai cũng nói em không thể thành công. Nhưng mà anh có biết ba em đã nói câu gì với em không? Ba nói với em, cho dù cả thế giới này đều nói em thua cuộc, đều không liên quan gì, chỉ cần bản thân em nhận thua, lúc đó mới thực sự là thất bại. Không ai đề cao em, nhưng em không để ý. Em dùng hết thời gian đó để có thể tập nhảy múa. Lúc mọi người không ai tin em thì em lại tham gia lần tuyển chọn đó. Nhưng mà em tin là chỉ cần em không nhận thua thì hy vọng luôn luôn tồn tại. Em nói hết chưa? Vẫn còn một câu. Bây giờ anh tới phòng tổng giám đốc là có thể xin tiền vốn bổ sung cho bộ phận đặc biệt rồi. Thiệt sao? Làm gì để trả ơn em đây? Anh muốn đem cả tấm thân này tặng cho em. Được rồi, được rồi, đi nhanh đi. Anh đi nghe. Nè, vậy cuối cùng em có thi đậu vào lớp ba lê đó không vậy? Anh đoán coi. Chuyện này không quan trọng, quan trọng hơn là em đã từng trải qua. Hiểu rồi, anh cũng muốn thử. Đi nha. Sao lại là bà? Nè, nè, làm cái gì đó? Tôi đang nói chuyện với anh đó. Anh đang làm gì vậy? Đây là tài sản công mà. Chính mắt tôi thấy phòng này sắp dẹp rồi, anh còn giả bộ nhân nghĩa làm cái gì? Cần thì lấy, đợi tới lúc không còn tiền đưa xuống có thể bù đắp được mà. Tôi coi cậu dám làm nữa không? Tôi thấy kỳ lắm nha. Phòng này sắp bị dọn rồi, anh còn giữ lại làm gì? Tôi hỏi anh giữ lại làm cái gì? Tất cả mọi người nghe cho rõ đây, tôi đây bây giờ vẫn còn là phó giám đốc. Ai dám tới lấy đồ của công ty thì bước qua xác của tôi trước đi. Canh tổng à, xong rồi. Trên mặt à, chuyện tiền vốn thực ra cũng hơi đột ngột. Đáng ra tôi phải nghĩ ra sớm hơn. Chuyện này là trách nhiệm của tôi. À không 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 không, Cảnh tổng à, là do tôi không hiểu được tình huống trước thôi. Vậy tốt rồi, tôi còn lo là cậu sẽ cho rằng tôi cố ý cho cậu rơi vào bẫy. Sao mà vậy được chứ, anh đâu có cần làm như vậy. Phải, quan trọng là tôi không cần làm gì. Đơn xin tiền vốn cho bộ phận đặc biệt phải gửi lên tổng công ty xin. Nhưng mà cậu phải nhớ, tổng công ty rất ủng hộ kế hoạch thương mại điện tử này của cậu. Chuyện tiền vốn chắc sẽ không thành vấn đề. Cảm ơn Cảnh tổng. Tiền chắc chắn sẽ chuyển xuống ngay. Cậu phải lo làm nhanh cho xong chuyện cung cấp hàng, đừng để lỡ thời gian. Hiểu rồi. Vậy tiền khi nào mới chuyển vào đủ đây? Ngày mai đi. Tôi gửi đơn này đi, trong vòng 3 ngày có thể tiền sẽ được chuyển về. Cậu canh thời gian mà nhập hàng đi. Hiểu rồi. Cảnh tổng à, vậy tôi đi trước nha. Đi đi. Cảm ơn Cảnh tổng. Tôi rất đề cao cậu. Cảm ơn Cảnh tổng. Tại sao bà ở đây? Mẹ thấy con đi từ PMS qua đây nên mẹ qua theo thôi. Bà theo dõi tôi? Mẹ biết con đang có chuyện buồn nên tới tìm con. Tôi không có chuyện gì buồn hết. Tiền vốn cho phòng thương mại điện tử của Trình Mặc xảy ra vấn đề, mẹ có thể giúp. Tại sao vậy? Bởi vì cậu ấy là bạn trai con. Vậy thì có quan hệ gì tới bà đâu? Đoá Đoá, năm đó là mẹ có lỗi với con và ba của con. Mẹ hy vọng con có thể cho mẹ cơ hội bù đắp. Ý bà là dùng tiền phải không? Mẹ chỉ muốn có một cơ hội để giúp con thôi mà.
Tôi không cần. Chuyện tiền vốn của Trịnh Mặc tôi đã có cách giải quyết. Bà cứ giữ số tiền đó cho sự nghiệp của bà đi. Đó đó, quá trình thành lập phòng thương mại điện tử của Trịnh Mặc mẹ cảm thấy rất kỳ lạ. Vấn đề mà Trịnh Mặc gặp phải bây giờ cũng rất kỳ lạ. Nếu như con đồng ý, mẹ muốn gặp Trịnh Mặc để tìm hiểu rõ vấn đề hơn. Đó là chuyện riêng của bà. Chuyện mà mẹ làm nếu như khiến con không vui, vậy thì mẹ sẽ không làm. Chuyện của người khác mẹ không quan tâm. Cảm ơn bà. Tôi biết bà là một người rất bận rộn. Bà cứ lo chuyện kinh doanh của bà đi. Còn chuyện của Trịnh Mặc không cần bà lo lắng đâu. À, con nói Trịnh Mặc nhất định phải cẩn thận đó. Anh không cần nói nữa, nói nhiều cũng vô dụng thôi. Đúng đó, nhìn thôi cũng biết phòng này phải đóng cửa rồi, còn giả bộ cái gì nữa. Đem tiền lương tiền thưởng đã nói với chúng tôi đưa ra đây đi. Trịnh Mặc, Trịnh Mặc. À, Trịnh Tổng à, cuối cùng anh cũng xuất hiện rồi. Tôi còn tưởng anh biến mất luôn chứ. Tôi biết mọi người đang suy nghĩ cái gì. Bây giờ tôi đưa đáp án cho mọi người. Dương Thủ Tiên, lập tức thông báo cho bên nhà cung ứng chuẩn bị hợp đồng, 3 ngày sau nhập hàng về. Nhập hàng? Vậy chuyện tiền vốn thì sao? Đơn xin tiền vốn bổ sung của tôi được gửi lên tổng công ty rồi. Mọi người, 3 ngày sau tiền vốn cho phòng thương mại điện tử chúng ta sẽ được chuyển xuống. Bây giờ khôi phục mọi thứ lại như bình thường. Mọi người yên tâm làm việc được chưa? Nhiều nhất chỉ trong 3 ngày nữa mọi người sẽ biết được điều tôi nói là thật hay là giả. Đừng nói có 3 ngày cũng không đợi được. Còn chưa yên tâm hả? Giải tán, giải tán, giải tán đi. Làm việc tốt nha. Này Trịnh Mặc, có thật chúng ta là phải nhập hàng không? Đương nhiên. Nhưng mà nếu như lúc đó vẫn chưa có tiền thì sao? Chỉ cần đơn xin gửi lên tổng công ty, chuyện tiền chắc chắn 100%. Tin tôi đi. Hết giờ rồi, sao còn chưa về? Ngoài trời mưa lớn rồi. Anh có phiền nếu tôi đi nhờ xe không? Đợi anh sao? Ai mà đợi anh? Em đang đợi anh đẹp trai khác. Em đợi đi. Người nào tới anh đánh chết người đó. Vậy thì thôi, giờ em về nhà không đợi nữa. Coi trên đường có anh đẹp trai nào không. Mình về chung đi. Anh lại định thấy ai là đánh người đó hả? Không phải, anh cũng muốn nhìn coi bên đường có em nào đẹp đẹp không. Anh muốn chết sao? Được rồi, được rồi. Nè, dù đâu? Em không đem hả? Em lại cứ tưởng là anh đem. Dầm mưa về. Anh dầm mưa thì em dầm mưa. Nhưng mà mưa lớn quá. Mưa có lớn cách mấy thì em cũng sẽ theo anh. Mưa lớn cách mấy, anh cũng sẽ đưa em theo. Một, hai, ba. Tới nhà cô rồi. Cho tôi một lý do. Chuyện gì? Chứng cứ mà Đo Đó đã đưa thẻ hàng cho Tiểu Ly tôi đã giao cho anh rồi. Bên phòng kiểm soát nội bộ hình như vẫn không có động tĩnh gì. Tôi đốt rồi. Không có sao hết. Tôi là bạn của Đo Đó mà. Tôi cũng thật sự không muốn ép chị ta tới đường cùng. Tôi chỉ muốn nói với anh là chị ta có thể làm được. Tôi đều có thể làm được. Chị ta làm không được, tôi cũng có thể làm được. Anh sẽ nhận ra
tôi sẽ là cấp dưới giỏi nhất của anh. Hoặc là không chỉ là cấp dưới. Ông thu mua, gần đây có hoạt động mới. Vốn dĩ tôi định xử lý đó đó, nhưng mà tổng công ty cảm thấy ông thu mua gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, không muốn để tôi đảm nhận chức giám đốc kinh doanh nữa. Giám đốc kinh doanh mới, nếu không là cô thì là đó đó. Anh làm lắng dần chuyện đó đó lén đem thẻ mua hàng đưa cho Tiểu Ly là đã chọn đó đó rồi. Đúng. Tại sao anh không bao giờ chịu tin tưởng tôi chứ? Bây giờ cô quá giống tôi. Lần này nhất định phải phân rõ thắng bại. Không phải em chết thì anh sống thôi. Trịnh Mặc, đừng tưởng anh có thể thắng em. À đó đó, em thua chắc rồi. Một hai ba. Được rồi, rửa chén, rửa chén, rửa chén, rửa chén, rửa chén. Mặc Mặc. Ê, đừng, chúng ta nói rồi mà, ai thua thì phải rửa. Nhưng mà anh nhìn hai bàn tay nhỏ xíu mềm mại của người ta đi, rửa chén sẽ bị thô ráp hết đó. Còn sao đâu, anh mua giấy nhám về chà là nó thẳng là hết trơn à. Nếu như người ta rửa chén mệt quá xỉu luôn thì làm sao? Vậy đợi tính lại rồi rửa tiếp thôi. Rửa thì rửa, có gì gây gớm. Trời ơi, có kiểu người như em nữa hả? Hả? Dù gì thì cũng phải rửa thôi. Giận rồi hả? Tránh ra đi. À chà, đôi tay nhỏ bé xinh đẹp này. Muốn lấy lòng hả? Muộn rồi. Em rửa cho sạch đi. Bữa nào anh mua cho một cái dòng phỉ thúy. Da em rất hợp với dòng phỉ thúy nghe. Đẹp lắm á, đẹp lắm luôn á. Anh còn biết màu da nào hợp với phỉ thúy nữa đó hả? Đương nhiên phải biết rồi. Thôi đi. Anh có nhìn thấy dòng phỉ thúy bao giờ chưa? Anh tưởng anh là con nhà giàu chắc. Đó đó, em nói coi, nếu anh là con nhà giàu thì sao? Vậy thì em sẽ lên sao quả. Tại sao vậy? Rời xa anh càng xa càng tốt. Nếu như anh là con nhà giàu, cũng không cao mấy, nhưng cũng đẹp trai. Còn gái đẹp xếp hàng chờ anh dài dài, em chỉ tránh mấy con hồ ly tinh thôi cũng mệt chết luôn. Còn nữa, quen với mấy kẻ con nhà giàu rồi thì cả tháng cũng chẳng thấy mặt mũi đâu. Em lấy người chồng như vậy thì được gì? Nhưng mà nếu như anh cố gắng trở thành người giàu có nhất, em có thể suy nghĩ lại. Không phải em rửa sao? Anh phụ em không được sao? Ý của cô muốn nói là Hạ đó đó đã lén lút lấy thẻ mua hàng dùng để đưa cho bên nhà cung ứng đem đưa cho cấp dưới của cô ấy. Trong đó tất cả đều là chứng cứ. Chứng cứ này rất chi tiết. Tôi làm như vậy chính là vì muốn được làm việc trong một môi trường thật công bằng. Chỉ có vậy thôi. À, giám đốc Điền à, cả công ty này chỉ có một người quan tâm tới sự công bằng như cô. Nhưng mà cô không sợ là sẽ đắc tội với tất cả mọi người trong công ty hay sao? Lưu Tổng, tôi nghĩ lợi ích của công ty mới là lớn nhất. Ừ. Xin hỏi, việc điều tra Hạ đó đó khi nào sẽ bắt đầu đây?
Bây giờ Trinh Mắt đã liên hệ với bên nhà cung ứng rồi, dự đoán là ngày mai sẽ giao hàng. Được, nhưng mà tới bây giờ tiền vốn vẫn chưa có. Nếu như có xảy ra sai sót gì, lúc đó sẽ nguy hiểm tới tính mạng đó. Yên tâm đi, sẽ không trễ đâu. Hôm nay anh chú ý một chút, có thể hôm nay tiền sẽ về. À, vậy tốt rồi. Lần này chúng ta nhất định sẽ tự nhiên nổi tiếng. Phải để cả tập đoàn PMS này biết tới sự lợi hại của tôi. Có cậu nữa. Lưu tổng. À. Ti ti. Giám đốc Hạ, ngồi đi. Hạ đó đó, Điền Ti Ti tố cáo cô lấy thẻ mua hàng của công ty. Xin lỗi nha đó đó, công ty Vân Minh. Châu. Ờ, chuyện này thì nghe nói phòng thu mua xảy ra chuyện. Mọi người tiếp tục đi, đừng để ý tới tôi. Sa Đô Đô, đây là Thiên Sư Sư tí gồng nì đô chứng. Em đã chuẩn bị bao lâu rồi? Mấy ngày nay em ở bên cạnh của chị chính là để chụp mấy cái này. Tôi cũng chỉ vì bảo vệ lợi ích của công ty. Giám đốc Hạ, cô có lấy thẻ mua hàng nào có mã số 13450 dùng vào mục đích riêng hay không? Ừ, tôi... Để tôi nói về câu trước đã. À, xin mời. Chuyện này không phải chuyện nhỏ. Thẻ mua hàng trị giá 5.000 đồng tuy là giá trị không lớn, nhưng mà tính chất rất nghiêm trọng. Nếu như chuyện này là thật, tôi hy vọng sẽ nâng mức hình phạt lên cao hơn với giám đốc Hạ. Nhưng mà trước hết, chuyện này nhất định phải có thật đã. Chuyện này thật sự đã quá rõ ràng rồi mà. Hiện nay kỹ thuật rất phát triển, những hình ảnh này ai cũng có thể tùy tiện làm ra hết. Chỉ một tấm hình mà có thể nói là sự thật thì không thể tin được. Cách đơn giản nhất là bây giờ đi tới phòng xử lý thẻ coi thử một lần. Nếu tấm thẻ đó thực sự không còn ở đó thì hoàn toàn có thể chứng minh được giám đốc Điền đã tố cáo đúng. Như vậy nhất định phải xử lý giám đốc Hạ thật nghiêm khắc. Tôi đồng ý cách suy nghĩ của anh.
醒过，也值得。